Good chưa? Xe phải không? Chạc thêm cục rồi đó, cục hai ba cục kia. Má chiếc này nó lệch quá, chạy nó lệch dễ sợ luôn. Chiếc nó đây chiếc chiếc mát đây, ít mát bị chấn thương sọ não rồi, cái này nó tân ngủ má, cái máy nó tân dễ sợ. Bây giờ nó thay bốn cái xe cặp nhúng xuống, hiểu không? Có vậy thì mới thay lại cái hết.